Thân chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại khoa học Monstack của mình. Và trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là gì ạ? Là các bạn sẽ gì hashing các password này nhá. Thực tế các password mình đang lưu là gì người dùng gửi lên là text như thế nào thì mình đang lưu vào database như vậy đúng không ạ? Thì nó sẽ gây ra vấn đề là gì? Sau này nếu mà để lộ cái password này thì người dùng sẽ gì? Hacker nó dễ dàng nó tấn công vào trong cái server các bạn nhá. Thì có một cái thư viện rất là phổ biến liên quan đến việc là gì? Chúng ta sử dụng cho việc là hash password là gì? Các bạn có thể search giúp mình là Node.js này. Bscript nhé. Bscript ấy. Đây, npm này, Bscript. Trước khi dùng qua cái thư viện này thì quay trở lại VS Code ấy, thì mình sẽ giải thích một chút về cái cơ chế của cái thằng hashing này. Mình ví dụ nhé, mình có một cái chuỗi là gì? Là 246 chẳng hạn đúng không? Password của mình là mình khi mà user nhập ở trong cái màn hình là gì ạ? Tạo user ấy là 2468 chẳng hạn nhá. Thì cái việc của cái thằng Bscript ấy nó sẽ tạo ra một cái hashing. Mình ví dụ như là gì? ADFG đi. Nó phức tạp hơn rất nhiều nhưng mình ví dụ là nó sẽ từ cái gì ạ? Cái text này nó tạo ra cái hashing này đúng không ạ? Thế thì cái thằng này nhá, thằng Bscript ấy nó là mã hóa một chiều các bạn nhá. Tức là từ thằng này thì các bạn có thể mã hóa ra cái này đúng không? Nhưng các bạn không thể mã hóa ngược lại từ thằng này để ra được cái con số này nhá. Thế cho nên là hacker không có thể nào mà lại mã hóa lại ngược lại được, hacker không mã hóa lại ngược lại được. Nhưng lại có một cái câu hỏi là gì? Hacker họ có thể dùng những cái tool đúng không ạ? Và họ gì? Họ thử những cái password mà tức là người ta thường hay là rất là dễ tìm, ví dụ 1234, 1256 gì ấy, tức là những cái password rất là dễ mà thông thường ấy hay sử dụng ấy, và họ compare tức là gì, họ chạy ra được những cái con số đúng không ạ, và họ compare với lại cái những cái giá trị họ lấy trên database ấy, khi họ hack được vào database mình và nó lấy được cái giá trị cái phần mã hóa password của mình ấy, thì họ compare họ thấy được rằng là cái thằng thằng cái họ chạy ra con số là 2468 này thì bằng cái giá trị này, và cái giá trị ở trên database ấy, họ lấy cũng là chính là cái giá trị này, cho nên họ suy ngược lại là gì, cái này là mật khẩu là 2468 đấy các bạn nhé. Thì cái điều này hoàn toàn cũng không thể không có thể được các bạn nhé, bởi vì là cái thằng Bscript ngoài cái chuyện là nó hashing ấy thì nó sẽ có thêm một cái khái niệm gọi là sats, tức là múi các bạn ạ. Cái này dùng làm gì? Cái này thực ra là một cái chuỗi gian dung trinh thôi, và nó được thêm vào trước hoặc sau cái bắt gút hashing của các bạn này, trước hoặc sau nhá. Nhưng mà cái con số này nó sinh ra được ngẫu nhiên, và cái số lượng sinh ra ngẫu nhiên của nó rất là nhiều. Cho nên là để chạy ra được con số tương đồng và đoán được là gần như là không thể các bạn nhé. Rồi đấy là sơ qua về thằng Bscript. Áp dụng vào trong cái phần này của mình thì các bạn search cho mình cái thằng Bscript này. Và kích vào cho mình cái GitHub được ạ. Link GitHub này. Đây có hướng dẫn sử dụng các bạn nhé. Kéo cho mình xuống dưới này, phía dưới có chỗ là gì ạ? Đây các bạn có thể sử dụng cái Async nhé, hoặc gì? Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng với Async cũng được này đúng không ạ? Và ở đây là gì? Như mình nói có sát rau bằng 10 này, hai bằng 10 này thì tức là nó sẽ có gì? Hai mũ 10 cái trường hợp này các bạn nhé. Đây này, hai mũ 10 cái trường hợp để thêm vào trước hoặc sau, cho nên là rất khó để các bạn đoán ra đúng không ạ? Gần như là không thể. Và để tạo được hash value thì các bạn hoàn toàn các bạn gì có thể đầu tiên các bạn tạo ra cái sát này đúng không ạ, với cái sát dao ở đây là gì, đầu for của nó là 10 các bạn nhé, và sau đấy là gì, khi có thằng sát rồi thì mình sẽ gì đưa vào gì hashing và đưa vào cái my plain text password của mình và truyền vào cái sát mình vừa tạo ra đúng không ạ. Và cách thứ hai là gì, các bạn tạo một cái hashing này và truyền vào cái sát dao này luôn, tức là nó tự động render sát cho bạn nhé, chứ bạn không cần tạo sát thủ công, và mình sẽ sử dụng cách này, chỉ dùng một câu lệnh thôi ạ. Và trước khi sử dụng thì mình phải cài cái thư viện này rồi đúng không ạ? Bạn mở terminal, new terminal giúp mình. Mình npm mà install đúng không ạ? Và tên thư viện là bascript. Các bạn chờ cho mình cài xong thư viện này và các bạn cài đúng version của nó nhé, để tránh những cái lỗi sau này. Đấy thì mình đang cài cái thư viện này. Để cài theo một cái version thì các bạn chỉ cần thêm cái a còng và đúng cái tên version của nó thôi.
Đây các bạn thấy là nó đã cài xong thành công nhá. Và version của nó đây. Đây mình không thấy nó ra version nhỉ. Rồi. Để xem version thì các bạn có thể vào trong diện package.json này và xem cái thằng bscript này đúng không ạ? Đấy, version 5.1.0 các bạn nhé. Các bạn nhớ cài giúp mình đúng cái version này để tránh những lỗi liên quan version. Quay lại đây thì để sử dụng được cái gì là cái thằng bscript thì mình sẽ custom đúng không ạ? Bscript. Bscript. Bscript các bạn nhé. Bằng require. Require cái bscript. Bscript. Và dưới đây là gì ạ? Thay vì là truyền vào password thô này mình sẽ gì? Bscript.hsync đúng không ạ? Hsync này. Các bạn có hai tùy chọn, các bạn sử dụng hsync hoặc hát nhé. Hát thì là nó là bất đồng bộ. Truyền vào cái parent password này và gì? Mình truyền vào con số row của nó. Là mình để đây là default của nó là 10 các bạn nhé. Đúng con số 10 luôn. Sau khi các bạn sửa phần server này thì và các bạn quay trở lại cái giao diện người dùng và test xem là mình đã tạo được cái password theo hash chưa. Rồi, mình sẽ quay lại cái phần gì ạ? Localhost này, Jitter này. Mình load lại nhá. Mình bật cái Test Network lên xem cho mình đã thành công chưa. Mình xóa này đi. Nhập username là Đức Đỏ này. Password là role này. Role 1 này. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 nhé. Nhấn đi cái tơ. Các bạn thấy là mình đã thành công tạo ra được cái gì user đúng không? Và quay trở lại cái phần gì ạ? Thằng MongoDB con bác này bạn gì gì phép với mình nhá. Bạn check này có một cái gì ạ? Là zone 1 này đó. Email zone 1 là gì? Cái password mình đã được hashing các bạn nhé. Rồi thì khi các bạn dùng cái hashing này thì cũng sẽ có nhiều phương thức để các bạn này compare nó đúng cái password các bạn truyền lên ở trong khi các bạn login nhé. Rồi cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.